Thật ra phải nói rằng cái cuộc chiến của miền Nam Việt Nam của chúng ta là cuộc chiến rất là chính nghĩa, và cuộc chiến đó không biết bao nhiêu triệu máu xương của tất cả mọi người đã đổ xuống. Tôi xin Vâng. lỗi. Diễn đàn vì những thế hệ mai sau, tiếng nói chiến binh chưa hề giải ngũ. Thân chào quý chiến hữu và khán thính giả. Tự do chúng ta có hôm nay không hề miễn phí. Nó đã được trả bằng chính xương máu, ngục tù, gian nan chống chọi với giông bão Thái Bình Dương hay những bước chân xuyên cánh rừng biên giới. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng quân cán chính miền Nam đã hy sinh trên quê mẹ con số khoảng trên dưới 1 triệu. Sau tháng 4 tang tóc năm 1975, vài trăm ngàn người đã nằm xuống trong các trại tù cộng sản khắp miền đất nước, chết vì đói khát, lao động khổ sai hay bệnh tật. Chúng ta có quyền lên án những chính trị gia Hoa Kỳ đã can tâm bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa qua việc Quốc hội Mỹ cắt ngân sách viện trợ quân sự cho miền Nam vào giờ thứ 25 của cuộc chiến. Trong đó có một phần đóng góp của Joe Biden, thượng nghị sĩ. Nhưng xin đừng bao giờ xúc phạm đến anh linh của 58.000 chiến binh Mỹ đã không bao giờ trở về với gia đình thân yêu. Họ đã vắng mặt vĩnh viễn, lỗi hẹn với cha mẹ, anh chị em, người yêu và những đứa con bé bỏng sinh ra vắng cha. Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm sẽ đến cùng chúng ta để cùng nhau quay lại lịch sử, và chúng ta sẽ không cho phép tương lai lặp lại quá khứ. Xin mời bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Dạ, cảm ơn anh Tuấn và kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là bắt đầu cái tuần lễ là lễ cuối tuần với ngày tưởng niệm các chiến sĩ trận vong ở Mỹ, và các chiến sĩ trận vong đã bỏ mình để bảo vệ chính nghĩa tự do, trong đó có các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Và tôi xin thắp một nén hương lòng để mà tưởng niệm anh linh của các anh hùng đã vì chính nghĩa tự do mà hiến thân để cho tôi hiện nay và rất nhiều người khác được sống trong tự do. Thì muốn hiểu chính nghĩa tự do là gì thì trước hết mình phải biết cái lịch sử của tự do. Thì trong lịch sử của con người, khi mà con người bắt đầu có những cái tổ chức bộ lạc thì bắt đầu có sự bắt giữ của những kẻ thua trận, và những người bị thua trận là bị bắt giữ làm nô lệ. Thì người nô lệ là không có tự do. Thì thành cái người mà khi nào được chủ nhân của người nô lệ đó cho phép không làm nô lệ nữa thì khi đó người đó mới có tự do. Thì cái đó là rất là hiếm, nhưng mà cũng có xảy ra. Thì khi ông Chúa Giêsu ra đời ở trong cái xứ Do Thái, lúc đó là ở Palestine, thì người Do Thái là nô lệ của người La Mã. Nên khi đó La Mã, đế quốc La Mã đang thống trị cái xứ Palestine, và người Do Thái là những người nô lệ. Cái đó cũng không có gì mới, tại vì trong cái thời gian các đế quốc Ai Cập thì họ cũng đã có người nô lệ rồi. Chỉ có cái vùng Hy Lạp là họ không có bắt nhiều nô lệ, nhưng mà cũng có. Rồi dĩ nhiên La Mã, đế quốc La Mã thì có nô lệ. Ở bên Âu Châu có những cái bộ tộc luôn luôn bị thua và bị những cái bộ tộc khác, thường thường là German tribes, họ giữ làm nô lệ. Thành ra những cái xứ mà như là người Ba Lan, người Nga thì nói chung là gọi là người Slavic. Slavic là từ chữ slave, là nô lệ. Thành ra cái vấn đề cái con người mà giữ người khác làm nô lệ đã có từ lâu. Và hiện nay, mặc dù là thế kỷ thứ 21, cũng có một vài cái vấn đề buôn người và để làm nô lệ. Thành ra cái Chúa Giêsu ở Palestine, ông là thấy cái sự bất công của cái người Do Thái, là ông sinh ra là người Do Thái, đã thành nô lệ. Cho nên ông mới chống lại cái chế độ nô lệ. Thì cái đó là nếu mà mình không có nô lệ thì mình đã trở thành người tự do. Đó là cái vấn đề về freedom. Nhưng mà tiếng Việt cái tự do nó không có sáng nghĩa, vì sau này khi mà thời phục hưng ở Âu Châu, thì trong cái thời phục hưng ở Âu Châu
thì mọi người đã không có bị làm nô lệ, không có chế độ nô lệ ở thời Phục Hưng ở Âu Châu. Nhưng mà cái thời Phục Hưng ở Âu Châu là cái thời quân chủ, cha truyền con nối, cái thời mà quý tộc là có quyền trên cái người dân. Thì cái quý tộc có quyền trên người dân, mặc dù không phải là nô lệ nhưng mà người dân cũng là cực khổ lắm. Tại vì không có cái huyết thống thì không có quyền và không có đất, mà không có đất thì không có có quyền nhiều. Thành ra cái quý tộc và lãnh chúa là cái giai cấp nó thống trị cái người Âu Châu. Mặc dù ở trong cái thể chế giáo trị mà ông Charlemagne ông đã đặt ra khi ông bắt buộc tất cả mọi người bên Âu Châu phải theo đạo Thiên Chúa Kitô. Thì lúc đó Vatican, giáo hoàng và các ông vua và các quý tộc và các lãnh chúa có rất nhiều quyền hành, và mọi người dân khác nếu mà không phải là quý tộc và lãnh chúa hay là không thuộc hàng giáo sĩ thì rất là khổ sở. Vì vậy những nhà trí thức như Montesquieu, Voltaire, John Locke, Descartes, Jean-Jacques Rousseau họ mới có những cái tư tưởng cấp tiến hơn. Thì khi đó không còn cái vấn đề gọi là nô lệ không nô lệ nữa, nhưng mà họ có những cái tư tưởng để mà giải phóng, giải thoát con người là có cái quyền tự do hơn. Thì cái đó gọi là cái concept của liberty. Liberty thì Việt Nam cũng dịch là tự do. Freedom cũng là tự do mà liberty cũng là tự do, nhưng thật ra nó có cái những gì khác nhau mà tiếng Việt thì không thể, hay là tiếng Tàu mình không thể làm rõ hơn được. Nhưng mà cái liberty khi đó những cái người mà có cái tư tưởng cấp tiến như vậy, họ trí thức, có những Descartes là khoa học gia từ cái dòng Jesuit, mà ông John Locke là một bác sĩ y khoa từ trường đại học Oxford, là diễn viên Voltaire là văn hào, Jean-Jacques Rousseau là triết gia nhà giáo dục, thì ai cũng biết như vậy. Nhưng mà khi họ có những cái tư tưởng đó thì họ phải đi qua Amsterdam ở Hà Lan để được bảo vệ, tại vì cái dòng họ Orange mà mình dịch là da cam, dòng họ quý tộc Orange ở Amsterdam là họ có khuynh hướng bảo vệ tất cả những tư tưởng khác nhau, và họ không có hoàn toàn tuân lệnh theo Vatican. Thành ra lâu lâu bị những cái đạo quân thẩm giáo, tức là Inquisition của các quốc gia mà ông giáo hoàng cai trị đến tấn công. Nhưng mà người Hà Lan ở Amsterdam dưới sự lãnh đạo của giới quý tộc Orange đã kháng cự rất mãnh liệt. Thì vì những cái nhà tư tưởng đó được bảo vệ mà họ phát huy ra một cái nền tư tưởng về liberty rất là rõ ràng và rất là chính xác, là con người có quyền tự do là từ Thượng Đế, mỗi cá nhân là có nhân quyền, và nhân quyền đó từ Thượng Đế ban cho họ, chứ không phải qua giáo hoàng, mà cũng không phải qua vua, không phải qua giáo sĩ, không phải qua quý tộc, không phải qua lãnh chúa. Mỗi con người là một cá nhân có nhân quyền, có tự do, và cái quyền đó là từ Thượng Đế đến từ con người, và con người phải chịu trách nhiệm với Thượng Đế về cái quyền tự do của mình, và không có chịu trách nhiệm hay là không bị tước quyền tự do hay là ban quyền tự do cho từ những con người khác. Thành ra cái ý tưởng đó nó trở thành thông dụng trong cái hàng trí thức, và từ từ nó truyền ra quần chúng, và đã đưa đến cái cuộc cách mạng ở Mỹ, cách mạng độc lập ở Mỹ vào năm 1774-1776, khi mà người dân Mỹ ở thuộc địa, lúc đó là thuộc địa của Anh, họ muốn đòi lại quyền và quyền tự do, liberty. Và họ đã đưa ra cái bản tuyên ngôn nhân quyền rất là hay, và một cái bản tuyệt tác cho đến hôm nay. Thì cái bản tuyên ngôn nhân quyền đó đã lập lại những cái triết lý, những cái suy nghĩ từ các nhà trí thức ở Âu Châu trong cái thời gian gọi là thời đại khai sáng. Thì cuộc cách mạng Mỹ xảy ra năm 1776, rồi tiếp theo đó là cuộc cách mạng Bastille ở Pháp năm 1789. Thì Mỹ và Pháp rồi sau đó nó lan truyền ra cả Âu Châu, thì cái concept, cái chính sách tự do, liberty trở thành càng ngày càng phổ thông. Thì khi mà các nước Mỹ và các nước Âu Châu họ bắt đầu được có tự do, thì lúc đó cuộc cách mạng kỹ nghệ nó xảy ra vào đầu thế kỷ thứ 19. Và cuộc cách mạng kỹ nghệ đã đem tới một cái giai cấp mới là kỹ nghệ gia,
thì lúc đó không cần phải có đất mới là có giàu có, và không cần phải có đất mới là có quyền, mà mình có quyền khi mình làm chủ kỹ nghệ, mình buôn bán hàng hóa từ phát xuất từ kỹ nghệ, hay là buôn bán nguyên liệu cần thiết cho kỹ nghệ. Thành ra xảy ra một cái giai cấp mới, giai cấp tư bản, mà lúc đó ông lập quốc Mỹ là Alexander Hamilton, ông mới đặt ra cái luật Patent và cái thị trường chứng khoán ở New York. Thì cuộc cách mạng kỹ nghệ xảy ra trên 200 năm, và khoảng 200 năm nay đã hoàn toàn thay đổi thế giới và lịch sử nhân loại, và làm thay đổi cuộc sống. Thành ra cái cách mạng mà về tự do của Mỹ và Pháp là cũng quan trọng, nhưng mà cách mạng kỹ nghệ là những gì mình đang sống lại càng quan trọng hơn. Nhưng cũng vì cuộc cách mạng kỹ nghệ mà xảy ra cái sự xung đột giữa cái phong trào tự do quốc tế của Mỹ và phong trào cộng sản quốc tế của Xô Viết, và đã xảy ra rất nhiều chiến tranh trong cái thế kỷ thứ 20. Thì trong thế kỷ thứ 19, khi sau cái cuộc cách mạng Mỹ và nước Mỹ được độc lập và cách mạng kỹ nghệ bắt đầu, trong cái thời kỳ Hỏa Xa, thì các tín đồ cơ đốc của Mỹ họ tin vào những gì Chúa Giêsu nói về tự do, thành ra họ thấy rằng cái chế độ nô lệ của người da đen là sai lầm, và họ đã nổi lên chống lại. Đó là ông mục sư John Brown và những người theo ông. Ban đầu thì họ yếu thế và mọi người bị xử tử, nhưng mà khi mà thế lực máy hơi nước Hỏa Xa họ dính líu vào, thì họ đã tài trợ cho sự giải phóng của nô lệ. Và trong cái cuộc nội chiến Mỹ thì đạo quân Bắc quân gọi là đạo quân của Thượng Đế, thành ra cái bài hát của họ là Hallelujah, the God troop is marching on. Thì họ đã thành công và giải thoát được tất cả mọi người da đen nô lệ ở Mỹ. Thành ra cái vấn đề tự do và liberty và cái chính nghĩa tự do nó rất là quan trọng. Cái Marxist mà đưa đến cái đế quốc cộng sản Xô Viết và sau này các chế độ cộng sản ở Đông Á là một cái phản động của cách mạng kỹ nghệ, khi mà các giới chủ nhân ở Âu Châu đàn áp hay là bóc lột người công nhân. Người công nhân lúc đó không có thế lực nào để mà bênh vực họ. Thành ra Marx mới đưa ra cái chủ thuyết vô sản chuyên chính để thợ thuyền kiểm soát cái nhà máy, nhưng mà đồng thời là kiểm soát chính phủ, đưa đến một cái chế độ độc tài và đưa đến giảm sản xuất và nghèo đói. Ở Âu Châu thì nước nào mà theo Marxist thì kỹ nghệ xuống dốc. Ở Á Châu khi nhập cảng vào với Mao và Hồ thì gây ra đói kém, tại vì khi nông dân trở thành chủ nhân thì cái sự hợp tác để mà sản xuất nông sản nó xuống và mọi người đều bị đói, thành ra nghèo đói đưa đến cái sụp đổ của cộng sản Xô Viết. Cho nên cái hệ thống độc tài của Trung Cộng và Mỹ, Trung Cộng và Việt Nam, họ thay đổi thành ra tư bản đỏ, họ vẫn độc tài nhưng mà họ không phải là cộng sản nữa, họ là tư bản đỏ. Cái chính nghĩa tự do liberty là cái chính nghĩa rất là quan trọng, và bắt đầu những người lính Mỹ trong cái cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ đã hy sinh để đưa lại liberty cho xứ Mỹ, và được mọi người đều hưởng thụ cho đến hôm nay. Thì trong cái cuộc chiến tranh nội chiến thì cái đạo quân Bắc quân, những người đã hy sinh để mà giải phóng nô lệ, đưa lại cái liberty tự do cho những người nô lệ da đen ở Mỹ, và những người da đen ở Mỹ phải nhớ công ơn của họ cho đến hôm nay, là cũng là trong cái ngày Memorial Day. Thì trong cái thế kỷ thứ 20 thì lý thuyết tự do quốc tế của Tổng thống Wilson đã đưa quân lực Mỹ sang để mà xuất cản tự do dân chủ đến các nước chưa có tự do dân chủ, như là các nước bị thống trị bởi đế quốc Ottoman, và họ đã giải phóng được tất cả những người đó. Khi mà Hitler ở Đức lên nắm quyền và đưa ra thể chế độc tài Nazi, thì Nhật, quân phiệt Nhật cũng là trở thành ra chiếm thuộc địa ở Á Châu, làm cái người Tàu và những người khác ở Á Châu bị cai trị, thì người Mỹ cũng đã can thiệp, và trong Thế chiến thứ hai họ cũng đã giải phóng, giải thoát được tất cả mọi người ở Âu Châu và Đông Á. Khi mà
Xô Viết trở thành ra có ý thức hệ giữa độc tài cộng sản chống lại với chính nghĩa tự do của khối tự do Mỹ và Tây Âu, thì nước Mỹ cũng đương đầu với họ và đã hy sinh, và cuối cùng thì cộng sản Xô Viết sụp đổ. Trong cái cuộc chiến đấu ý thức hệ đó xảy ra cái các chiến tranh ở Hàn Quốc và ở Việt Nam, thì Việt Nam cũng bị một bên là Xô Viết và Tàu Cộng sản Mao Trạch Đông giúp Việt Nam Cộng sản, trong khi Mỹ và một vài đồng minh ráng giúp Việt Nam chống lại cái sự lan truyền của Cộng sản lúc đó. Thì khi mà nước Mỹ họ theo cái chính sách mới, thay vì tự do quốc tế, họ theo cái chính sách chính trị thực tiễn, tức là real politics, pragmatic của Kissinger, giúp Tổng thống Nixon để mà chấm dứt chiến tranh Việt Nam, thì Việt Nam Cộng hòa bị bỏ rơi. Nhưng mà cái mục đích của nước Mỹ trong cái real politics đó là đưa đến cái sự sụp đổ của Xô Viết, thì thành công cho Mỹ nhưng mà Việt Nam Cộng hòa bị hy sinh. Thì trong cái ngày ngày Memorial Day, ngày chiến sĩ trận vong này, tôi xin tưởng niệm tất cả các chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong cuộc chiến, để tôi có được bảo vệ trong cái việc học hành và có tự do. Và tôi cũng xin tri ân hơn 55.000 chiến binh Mỹ đã hy sinh ở Việt Nam để bảo vệ tự do cho tất cả đồng bào Nam Việt Nam. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nhìn cái ngày Memorial Day này cũng mong là được bác sĩ cho biết về một cái khái niệm mà cái cuộc chiến tranh Việt Nam quốc cộng đó, giữa người quốc gia và người cộng sản đó, thì chúng ta gọi là cái cuộc nội chiến. Nhưng mà cái chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay đó, thì họ không chấp nhận cái chữ đó, họ không chấp nhận là cho là nói là cuộc nội chiến, mà họ gọi là đây là cuộc chiến tranh giải phóng. Vậy thì ai đúng hay sai thưa bác sĩ? Hoàn toàn không có giải phóng, tại vì mình đã có tự do rồi, thì mình đâu cần giải phóng nữa. Nhưng mà cái đế quốc cộng sản Xô Viết lúc đó có Tàu là tay sai và Việt Nam là tay sai, thì họ muốn bành trướng, thì cái sự bành trướng của cộng sản độc tài họ thành công là vì Việt Nam Cộng hòa đồng sàng dị mộng với Mỹ, mình theo chủ thuyết quốc gia, trong khi Mỹ họ dùng cái tự do quốc tế, thành ra quốc gia với quốc tế thì gọi là đồng sàng dị mộng. Thì khi mà real politics xảy ra thì mình bị bỏ rơi, có vậy thôi. Nhưng mà trong cái chính nghĩa tự do vẫn là chính nghĩa, còn độc tài cộng sản thì không bao giờ là chính nghĩa cả. Anh bây giờ họ vẫn độc tài nhưng mà họ không còn cộng sản nữa, tại vì cộng sản đã thất bại rồi, bây giờ họ là độc tài tư bản đỏ, có vậy thôi. Vâng, rất là đúng. Cho nên đó là những người Việt Nam các thế hệ sau này chúng ta cũng cần phải biết rằng là thứ nhất là hoàn toàn không có giải phóng. Không thể nào mà một cái thằng nghèo mà đấy đi mà giải phóng một thằng giàu, một thằng có học lại bị một thằng thất học giải phóng. Cái chuyện đó là chuyện là không thể nào mà hình dung ra được. Cho nên rằng là chúng ta phải nhớ được một cái điều đó. Và trong cái cuộc chiến này thưa với bác sĩ đó, là quân đội Việt Nam Cộng hòa của chúng ta hy sinh rất là nhiều. Đó. Và cả bác sĩ Lương Tuấn, anh em chúng ta đã đều từng ở trong quân đội rồi, thì chúng ta biết là những cái hy sinh của chúng ta là có thể nói rằng là vô bờ bến. Và cuộc sống của người lính Việt Nam Cộng hòa cũng rất là khổ chứ không có sung sướng gì. Nhưng mà họ đã chiến đấu, và họ chiến đấu cho đến cái hơi thở cuối cùng. Cho nên là ngày hôm nay đó, mặc dù là ngày Memorial Day của Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ đến là những người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, những người đã hy sinh, đã nằm xuống để cho cái thế hệ mai sau của chúng ta đứng lên. Các đồng bào gốc Việt sống trong những xứ tự do luôn luôn phải ghi ơn và tri ân và tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh cho cái chính nghĩa tự do. Hiện nay chúng ta đang hưởng thụ tự do ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở Đức, ở Pháp, vân vân và vân vân, thì cái công ơn của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh chúng ta luôn luôn phải tri ân. Dạ vâng, thì các bạn cứ tưởng tượng xem là như thế này đi. Nếu như mà không có cái cuộc chiến đấu của những người lính Việt Nam Cộng hòa, những chiến binh Việt Nam Cộng hòa để giữ gìn cái miền Nam trong 20 năm trời đó, thử tưởng tượng rằng là miền Bắc mà nó vào ngay trong Sài Gòn từ năm 1954 thì giờ này là chúng ta ra làm sao đây? Chúng ta sẽ trở thành một cái quốc gia đệ tam đệ tứ gì đó, một cái quốc gia nghèo đói mặt dẹp, và cho đến giờ này đây là người dân trong nước vẫn tiếp tục là tìm đường là đi ra khỏi Việt Nam bằng mọi giá. Trên cái chương trình YouTube mà Tuấn coi cách đây 1-2 tuần đó, mà làm từ trong Việt Nam chứ không phải là ở ngoài, thì người ta cho biết đó là người dân Việt Nam đã xếp hàng rất 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 là dài trước tòa lãnh sự Mỹ
để mà xin visa để đi vào Hoa Kỳ. Và hiện nay đây một cái thống kê của cơ quan bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đó, thì là đã có hơn 3.000 người Việt Nam đã tìm cái cách đào thoát. Và theo cái tin tức của đài truyền hình AFP đó, thì họ đã đi một cái chặng đường rất là dài và tốn đến khoảng 750 triệu để mà đào thoát ra được nước Mỹ. Thế thì như vậy là chúng ta biết chính nghĩa về bên nào rồi, thưa bác sĩ, có đúng hay không ạ? Đúng rồi, tự do luôn, tự do luôn luôn là chính nghĩa. Và cái tự do mà mình có này thì chỉ có từ hơn 200 năm trở lại đây thôi, không không có quá lâu dài theo lịch sử, nhưng mà trong hơn 200 năm trở lại đây thôi, tự do là chính nghĩa, là chính nghĩa duy nhất. Còn những cái phản ứng khác thường thường là phản động của cái tự do, và cái tự do và cái cách mạng kỹ nghệ nó thay đổi cái đời sống của con người trên trái đất. Nhưng mà tự do thì rất là mong manh. Cuộc cách mạng kỹ nghệ thì như gọi là con mèo ra khỏi cái bao, một khi nó đã ra khỏi rồi thì kỹ nghệ và kỹ thuật nó vẫn tiếp tục tiến triển, nhưng mà cái hệ thống kinh tế tư bản làm nó tiến triển càng nhanh hơn. Nhưng mà tự do thì rất là mong manh, tự do mình có hôm nay có thể bị mất ngày mai, thành ra mình phải luôn luôn bảo vệ tự do. Dạ vâng, còn có một cái điều nữa đó, thì có ngoài quân đội Mỹ ra còn có quân đội của các quốc gia khác nữa, số lượng ít thôi, chẳng hạn như là của Úc, của Tân Tây Lan, rồi của Đại Hàn, rồi của Thái Lan, tức là rất là có chứ không phải là không có, Philippines, thì là chúng ta sẽ thấy rằng là cái miền Nam Việt Nam chúng ta có chính nghĩa, và rất là nhiều các quốc gia khác đã đến đây nơi để mà đóng góp, không phải tất cả họ đều chiến đấu đâu. Họ làm những cả công tác dân sự vụ, tất cả các thứ. Tuy nhiên chúng ta quay trở lại đó, thì đất nước Mỹ này đó là đã hy sinh 58.000 chiến binh đã tử trận tại Việt Nam. Và đây là cái bức hình của cái bức tường đá ở thủ đô Washington để cho chúng ta thấy. Và Tuấn đã đến thăm đó 2-3 lần rồi, thấy rất là cảm động, là những người lính đó hay là những người cựu chiến binh, họ đứng lên, họ đưa tay, họ vuốt ve từng cái dòng chữ, từng cái tên mọi người một. Không biết có phải là thân nhân của họ không, nhưng mà Tuấn cảm thấy rằng có một cái gì đó rất là linh thiêng để mà kết hợp khi mà mình đi vào cái bức tường đó. Và chúng ta nghĩ nên nhớ rằng ngày hôm nay sẽ là một cái ngày để mà chúng ta tri ân những cựu chiến binh Hoa Kỳ, những người còn sống chứ không phải là những người đã ra đi. Người ra đi rồi chúng ta tri ân họ là một điều, nhưng mà người còn sống hiện nay đau khổ và vẫn còn bị cái đất nước này, đất nước Hoa Kỳ này đối xử với họ không được công bằng cho lắm. Bác sĩ nghĩ sao về cái chuyện này, thưa bác sĩ? Thì như mình đã nói trước rồi, thì cái tự do là một cái quan niệm rất là trừu tượng, nhưng mà là chính nghĩa. Thì trong cái thời gian mà chiến tranh Việt Nam đang xảy ra, thì đế quốc Cộng sản Xô Viết họ có những cái hoạt động ở trong nước Mỹ để mà làm yếu kém nước Mỹ, để mà giúp cái tụi Cộng sản ở trên chiến trường. Thì cái phong trào phản chiến của Mỹ cũng bị giật dây, thì có nhiều người Mỹ bị nhẹ dạ, cho nên không có suy nghĩ đúng đắn. Ví dụ như cô đào Jane Fonda là một ví dụ, nhưng mà còn nhiều người nữa, ngay cả trong giới trí thức, học đường và trong mọi giới khác, thì những cái người đó đã gây ra những cái tiếng vang không đẹp, và nhiều cựu chiến binh Mỹ đã bị ngược đãi. Nhưng mà cái đó đã thay đổi sau khi Tổng thống Ronald Reagan thay đổi chính sách, và từ đó người cựu chiến binh Mỹ đã phục vụ ở Việt Nam đã được đối xử tốt hơn. Dạ vâng, cái điều đó là một cái điều mà chúng ta cần phải thấy. Hiện nay đó, trong nhóm VACA đó là có chị Minh Ánh. Chị Minh Ánh rất là năng nổ và hoạt động trong cái vấn đề là giới thiệu và kết hợp cựu chiến binh Mỹ với lại cựu chiến binh Việt Nam, là để mà hai bên có thể gặp gỡ nhau và làm việc. Ngày xưa chúng ta là chiến hữu của nhau, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chiến hữu. Có một điều đó, nhân dịp này Tuấn cũng xin thưa với tất cả quý vị đó, nếu mà người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ, mà nếu mà chúng ta đi ra ngoài đường bất cứ một giây phút nào mà chúng ta gặp một người nào đó đội một cái nón để chữ là Việt Nam, America Soldier, hay là Việt Nam War, Việt Nam Vet, dạ vâng, Việt Nam Vet đó, thì quen hay không quen, chúng ta nên đến xin phép họ, cảm ơn họ, thank you for your service. Và đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là những người chiến binh Mỹ người ta rất là mong muốn được nghe. À. Thưa bác sĩ. Có một cuốn phim làm theo từ cuốn truyện thật, chuyện thật trong chiến tranh Việt Nam, của một sĩ quan thuộc quân lực chiến Mỹ,
và một sĩ quan thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa là ông Lê Bá Bình. Thì cuốn sách đó gọi là Ride the Thunder, và họ làm ra cuốn phim Hollywood Ride the Thunder, và dịch ra tiếng Việt là Cởi Ngọn Sấm. Nó có cái cuốn truyện đó đã được dịch ra tiếng Việt là Cởi Ngọn Sấm. Thì nếu mà quý vị nào đồng bào Việt Nam tự do chưa xem phim Ride the Thunder hay là chưa đọc sách Cởi Ngọn Sấm Ride the Thunder, thì tôi khuyên quý vị nên làm cái chuyện đó, nên kiếm coi cái cuốn phim đó. Trong cái ngày ra mắt của cuốn phim đó ở Hollywood thì có nhiều cựu chiến binh Mỹ đã khóc, và có nhiều cựu chiến binh Việt Nam đã đến và họ cũng ôm nhau, họ bắt tay, rất là cảm động. Dạ vâng. Cuộc chiến để lại cho chúng ta quá nhiều đau thương đi. Cho đến giờ này mà khi mà Tấn ngồi Tấn làm cái PowerPoint, chọn cái PowerPoint ngày hôm nay đó, phải nói thẳng một câu là khó nhất trong cuộc đời Tuấn. Đi qua hết rất là nhiều những cái hình ảnh của chiến tranh, và mình không thể nào mà không cầm nước mắt được khi mà mình thấy hình ảnh những người lính Mỹ và những người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Tuấn thấy là những cái hình ảnh mà nó gợi nhớ cho mình một cái không thể nào quên được, thưa bác sĩ. Là khi những người lính của mình mà nằm xuống đó, trong đơn vị Tuấn thôi chứ không nói đâu xa hết, mình phải lấy bông xô quấn họ lại, bó chặt hai đầu và chờ trực thăng đến chở. Thế nhưng mà cái đó vẫn chưa phải là cái đáng nói. Cái đáng nói đó là sau này đó, sau năm 1973 đó, thì là không còn trực thăng tả thương nữa. Nếu mà chiến binh mà đã hy sinh tại mặt trận đó, đơn vị là phải tìm cách là đưa về. Nếu mà đường xa quá không đưa về được thì phải chôn tại chỗ. Nhưng mà trong đơn vị Tuấn chưa bao giờ mà có chôn lính ngoài rừng hết, khiêng về. Đó, thì cái bông xô cột hai đầu rồi cây cột và thay phiên nhau khiêng, dần dần nó bốc mùi lên, rồi xong rồi là phải hút thuốc để cho nó mất đi những cái mùi đó. Mà đi trong rừng như vậy đau khổ vô cùng trời đất, đau khổ, rất là đau khổ. Và những cái điều đó đó, cái thế hệ sau này đó, có lẽ các bạn không có cái kinh nghiệm như vậy. Bởi vì nếu mà có đi qua cái sự chết và ngồi gần cái sự chết, nằm bên cạnh cái sự chết đó, thì các bạn mới thấy được rằng cái giá trị của tự do, thưa bác sĩ. Dạ vâng, tôi đồng ý với anh Tuấn. Anh Tuấn cũng đã hy sinh nhiều, nhất là trong cái trận An Lộc, ai nấy cũng đều biết. Còn cái cuốn sách Cởi Ngọn Sấm và cái phim Cởi Ngọn Sấm, Ride the Thunder, là cái chuyện của đơn vị thủy quân lục chiến, và ông thiếu tá Lê Bá Bình lúc đó là một người rất là anh hùng. Những người Mỹ họ đã phục vụ với ông, họ rất là khâm phục ông. Dạ vâng, thì đây một cái chuyện nha. Tôi có một cái câu chuyện này vào cái mặt trận là An Lộc năm 1972. Thì trong đơn vị Tuấn là đại đội trinh sát đó, thì lúc đó là được giao cái trọng trách là giữ cái mặt tây của thành phố An Lộc, nó gọi là khu Phú Lỗ, và nó có một cái con đường đi ra xa, đi xuống dốc và lên đồi. Mà ở cái con đường đó đó thì là nó có cái lúc mà đi xuống dốc đó thì nó có một cái ngọn suối, và xong rồi nó có những cái ống lớn để mà chân nước suối nó chảy qua. Và câu chuyện nó như thế này, là một ngày đó là đơn vị cái tiểu đội trinh sát mà đóng ở đó đó bị cộng quân bao vây và đánh. Thì lúc đó Tuấn ở cách cái vị trí đó độ khoảng là một cây số thôi chứ không có cách xa đó. Thì là khi mà vây rồi đó thì anh sĩ quan đó, trưởng toán đấy, anh là thiếu úy trung đội trưởng, thiếu úy Tân, Nguyễn Văn Tân đó. Thì anh mới gọi điện thoại nói chuyện với Tuấn, anh nói rằng là hiện giờ đó là vịt con nó đầy lắm, nó tràn ngập hết rồi đó. Thế thì Tuấn hỏi là anh có thể cho biết được, ước tính được là nó đơn vị nó nhiều bao nhiêu cỡ thế nào không. Anh ấy cho biết là ít nhất là phải vài trăm tên. Tôi nói wow, và có cả xe tăng nữa. Thì đến cái lúc đó đó là anh Tân đánh yêu cầu, anh gọi qua máy truyền tin PRC-25 đó, anh nói với Tuấn lúc đó là danh hiệu là 95, anh nói 95 bây giờ anh vui lòng là gọi để cho máy bay thả bom lên đầu chúng tôi. Lúc đó trong đơn vị không còn pháo binh nữa thôi, tất cả pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa là bị bắn triệt hạ hết rồi, không còn gì hết. Thế thì Tuấn liên lạc về bộ chỉ huy, và bộ chỉ huy gọi, và ông cố vấn Mỹ đó là xin máy bay đến. Và cuối cùng đó thì là máy bay Mỹ chưa đến được thì máy bay của Việt Nam, không quân Việt Nam ra đến nơi. Và lời cuối cùng tôi nghe được anh Tân nói rằng nó tràn ngập rồi, tụi tôi bây giờ là cận chiến với nó, anh hãy thả bom lên đầu. Và lúc đó tôi không kịp, không nói được một câu nào hết đó. Thì ông trung đoàn trưởng đó là trung tá Lý Đức Quân đó, ông nghe ông nói em có thật là em có nghĩ rằng là cần như vậy không. Thì tiến đến máy truyền tin nói dạ phim 44, tức là ông đó 44 cứ việc làm đúng theo yêu cầu của em. Và ông nói rằng
cho em gửi lời vĩnh biệt vợ em. Và anh Tân đấy, khi đơn vị rời khỏi cái Lai Khê để lên chiến trường An Lộc, vợ của Tân mới đẻ đứa con thứ hai, nếu Tuấn không lầm, đứa con thứ hai. Và đau khổ nhất của Tuấn đó là sau đó khi về đến nơi gặp chị ấy, và Tuấn không biết nói năng sao hết, chỉ biết đứng nhìn chị mà khóc thôi, chứ không biết nói năng gì hết. Và bom đã thả đến trên đó thôi. Trong đó là thiếu úy Tân, thiếu úy Đệ hy sinh hết. Rất là đáng buồn. Từ do mà mình có hôm nay, thì có rất nhiều người phải hiến thân để mà bảo vệ cho mình. Thành ra chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn. Và tôi cũng cảm ơn anh Tuấn đã phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đã hy sinh rất nhiều để tôi có được tự do. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thực sự Tuấn chẳng là cái gì ấy. Còn có rất là nhiều những cái tấm gương can đảm trong quân đội, còn rất là nhiều. Và chúng ta nhân tiện đây chúng ta cũng phải kể đến là những người vợ lính. Thì không phải là chiến binh, những người gọi Tuấn có thể gọi là chiến binh mà không có số quân đó. Thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ngày xưa đó thì là đi hành quân xa, rồi lính cũng không thể về thăm gia đình được. Nhưng mà nó còn cái khổ cái đó là các bà vợ đó là lại thích làm cái mùa lĩnh lương là phải lên đến nơi để mà chắc chắn là nắm đồng lương đã. Lên thăm đơn vị thì lúc đó là đơn vị cũng bắt buộc là phải cho ở thôi, chứ không có cách nào khác hơn hết. Và khi mà ở trong những cái tiền đồn ở đơn vị như vậy đó, Việt Cộng đó tấn công đó, kính thưa tất cả quý vị khán giả và thưa bác sĩ, những chị vợ lính đó sẽ sẵn sàng cầm súng chiến đấu, sẵn sàng ra thông hào. Thành ra phải nói rằng cái cuộc chiến của miền Nam Việt Nam của chúng ta là cuộc chiến rất là chính nghĩa. Và cuộc chiến đó không biết bao nhiêu triệu máu xương của tất cả mọi người đã đổ xuống. Tôi xin lỗi. Trong một cái cuộc chiến mà Việt Nam Cộng Hòa mình là tự vệ, còn phía bên kia là xâm lăng. Nó đưa ra chiêu bài mặt trận giải phóng này kia, nhưng mà cái đó là dối trá. Chúng nó là tụi cộng sản xâm lăng, xâm lược. Mình là phải tự vệ. Thì mình tự vệ, mình nhờ đồng minh giúp đỡ. Nhưng mà không may, cái ý thức hệ của mình nó không ăn khớp với cái ý thức hệ của đồng minh. Thành ra mình bị bỏ rơi. Và vì vậy mà miền Nam Việt Nam bị mất tự do. Chúng mình là những kẻ may mắn còn sống sót và kiếm lại được tự do ở trên đất Mỹ, đất Úc, đất Đức, đất Pháp, vân vân. Nhưng mà chúng mình luôn luôn tri ân các chiến sĩ và những người đã hy sinh để mình được tự do. Dạ vâng, nhân dịp đây đó thì Tuấn cũng xin chiếu lên màn hình hình ảnh của Đại sứ Hoa Kỳ đã đến thăm Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Và ông Đại sứ cùng như là bà Tổng lãnh sự đang đứng thắp hương trước những cái ngôi mộ vô danh. Thế thì Tuấn có một cái câu chuyện nữa mà muốn kể với quý vị đó, là trong cái lớp học của Tuấn dạy học đó, có rất là nhiều những bạn trẻ đến từ miền Bắc, tức là còn trẻ lắm, mình không thể nào nói được. Thế thì khi mà đến cái giờ ra chơi đó, thì đã có một cô bé cô lên cô hỏi Tuấn, nói thầy ơi, thầy có thể cho em kể cho em nghe về chuyện quân đội Việt Nam Cộng Hòa không? Là vì em không biết một tí gì hết, em hoàn toàn không biết. Ở miền Bắc người ta gọi quân đội Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân, như vậy có đúng không thầy? Thế thì Tuấn mới trả lời cho cô ta biết, và Tuấn bảo bây giờ muốn biết đúng hay không đó, anh đề nghị em là có một lúc nào em đến thăm Nghĩa trang Biên Hòa. Cái công ty đó là công ty Jensing ở Biên Hòa đó. Thành ra là Tuấn vẽ đường và chỉ đường cho cô ta. Một tháng sau, khoảng hơn một tháng sau, cô ta quay trở lại lớp học. Và cô ta nói, em thưa với thầy, em đã đến thăm Nghĩa trang rồi. Và bây giờ tấm lòng em là hoàn toàn thay đổi. Em không thể ngờ được rằng là người Cộng sản họ lại tàn ác đến cái mức độ như vậy. Thế thì Tuấn hỏi rằng là em nghĩ sao? Cô bảo rằng em vào đến nơi em thấy đó, có những bia mộ đó là bị bắn vào trong cái mắt của người lính, thủng mắt. Rồi có những cái cây, cái khu nghĩa trang nó không còn là nghĩa trang mà nó như là một cái rừng nghĩa trang, tức là cây mọc xen lẫn ở những cái nấm mộ. Và có những nấm mộ mà gia đình bốc lên rồi đó, thì em nhìn xuống dưới đó, em đã thấy rằng là gốc cây nó đã ăn sâu xuống lòng đất, và có thể, em không biết, có thể nó ăn sâu vào trong quan tài. Và sau này thì cũng chính cái cô bé đó, cô đến cô hãnh diện, cô khoe với Tuấn đó, là em đã dẫn được 5-7 người bạn cùng làm miền Bắc với em, mà tụi em đều đến thăm Nghĩa trang, và tụi em quét dọn và mua hương đến để thắp tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Bây giờ thì em mới biết được đâu là người anh hùng thật sự. Đấy là một câu chuyện có thật đấy thưa quý vị. Và chúng ta nhìn trên đây chúng ta thấy, đã đến lúc đó
là người Việt Nam chúng ta, và đã đến lúc cái chính quyền trong nước đó phải thấy được rằng là nếu mà họ muốn hòa giải dân tộc, đầu tiên hãy hòa giải với người chết. Đầu tiên hãy nói với các linh hồn này, hãy dọn dẹp nghĩa trang và hãy trang chỉnh lại cho trang nghiêm, xứng đáng là một nghĩa trang. Và Tuấn ao ước rằng trong tương lai chúng ta sẽ có dịp quay trở về để nhìn một nghĩa trang không đến nỗi tội nghiệp như thế này. Anh Tuấn nói đúng. Nếu mà người Nhật hay là người Mỹ hay là người Tây Phương khi mà nói về những cái vấn đề này, họ có cái concept, có cái quan niệm gọi là honor. Nhưng mà không may, người Tàu và người Việt Nam bị nhiễm cái văn hóa của Tàu, cho nên không hiểu honor là gì hết. Mình theo cái văn hóa nho sĩ, nó không có nhân nghĩa lễ trí tín thì không có cái gì gọi là honor cả. Thật ra mình dịch là honor là danh dự, nhưng mà không có đúng, không có hoàn toàn đúng, cũng là một danh dự, chỉ là một phần của honor thôi. Nhưng mà honor là ở trong văn hóa võ sĩ, cái văn hóa nho sĩ của Tàu và Việt Nam thiếu cái honor. Thành ra trong cái văn hóa võ sĩ của Nhật và của Tây Phương là văn hóa võ sĩ từ các hiệp sĩ Templar, tức là những người mà từ các dòng tu của Thiên Chúa thời Trung Cổ, và họ trở thành hiệp sĩ, thì cái văn hóa đó cũng là văn hóa võ sĩ. Thành ra cái người Nhật và người Tây Phương họ hiểu chữ honor, mà mình không hiểu chữ honor, thành ra mình mới desecrate các mộ của các chiến sĩ ở bên thua trận, làm những cái chuyện đó là rất là mất honor hay là disgrace. Thì người Nhật và người Tây Phương họ sẽ không làm như vậy. Thì bây giờ đã đến lúc trả lại honor cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Mình cũng honor chiến sĩ Bắc Việt vậy, nhưng mà vì cái concept honor là honor, thành ra cái Việt Nam, tiếng Việt Nam nhiều khi dịch là thượng tinh thần thượng mã hay gì đó, nhưng mà cái honor đó nó quan trọng ghê lắm. Và người Nhật họ biết rất là rõ ràng, và người Tây Phương họ cũng biết từ cái văn hóa võ sĩ. Còn cái văn hóa nho sĩ thì tôi không có honor, cũng không hiểu về honor. Dạ, nếu mà Tuấn không lầm đó, là Tuấn cũng đã đến thăm cái nghĩa trang Arlington ở Washington DC rồi. Thì trong nghĩa trang đó là có mộ cả những chiến sĩ hai miền Nam Bắc trước đây nữa, chứ không phải là chỉ có riêng là một miền, không phải là chỉ có riêng người chiến thắng. Đấy là một cái bài học rất là quan trọng để mà cho những cái người cầm quyền hiện nay ở Việt Nam, để họ thấy được, để họ văn minh ha, để họ mà trở thành con người chứ không phải là con thú. Bởi vì nếu mà chúng ta là con thú thì chúng ta mới ngẩn ngơ trước, chúng ta mới không để ý đến cái chết của đồng loại. Tuấn đã từng đi từ Bắc vào Nam và đi ngang qua cái nghĩa trang liệt sĩ của miền Bắc đó. Và cái anh tài xế đó, anh là người Bắc, anh lái xe, anh nói rằng là thầy có muốn vào thăm không? Tuấn bảo vào. Và Tuấn vào, Tuấn cũng thắp hương. Bởi vì người nằm xuống không có tội. Đó. Và Tuấn biết rằng là các những người chiến binh miền Bắc mà đã nằm xuống đó, chẳng qua là họ đã bị lừa bịp, chứ chẳng có chữ nghĩa gì hết. Thế nhưng mà khi họ nằm xuống rồi thì chúng ta là anh em. Chúng ta là cùng cha, cùng mẹ, cùng dòng họ. Nhìn lên mộ bia cùng Nguyễn, Lê, Trần, cùng tất cả các thứ, cùng Phạm, cùng tất cả các thứ. Không có lý do gì mà chúng ta hận thù người chết hết. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ. Đó là cái concept of honor. Tức là khi mình tôn trọng đối thủ của mình là mình tự trọng với mình. Cái concept honor nó cũng có cái phần là tự trọng. Thành ra trong những cái văn hóa mà có cái honor, người ta không mắng chửi như kiểu người Tàu với người Việt Nam. Cái mắng chửi đó là vì mình thiếu tự trọng. Vâng, đúng như vậy. Mà có một cái mà tôi thấy nghĩa là thất học nhất mà Tuấn không thể nào ngờ được đó, là trước đây đó là có một cái phái đoàn, cũng là hình như là phái đoàn của Thượng nghị sĩ hay là Đại sứ Mỹ rồi đó, đến thăm nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Thì có cái ông hồi đó hắn ta là thứ trưởng, hình như là Bùi Thanh Sơn hay cái gì Sơn đó, đó. Mà anh ta đi thăm nghĩa trang mà anh ta mặc như là mặc quần áo là đi du lịch á, một cái áo pool như là đi đánh golf vậy á. Tuấn bảo không thể nào hiểu được cái thằng này nó học hành đến cái gì. Nó là thú chứ không phải đi vào nghĩa trang, chúng ta không có làm cái chuyện đó. Một là đừng đi vào, nếu mà không thích đừng bao giờ được bước vô hết, mà nếu đã bước vô rồi hãy tỏ ra cái văn hóa của mình là kính trọng những người đã nằm xuống. Bởi vì mai mai sắp tới đây chúng ta cũng sẽ nằm xuống, chúng ta không có muốn ai đến vào nơi của chúng ta mà như vậy hết, phải không thưa bác sĩ? Dạ thưa, rất đúng là Tuấn, tức là cái tinh thần mà tôn trọng tất cả mọi người, nhất là người đã nằm xuống. Mình có cái chính nghĩa của mình có lập trường của mình, nhưng mà cái người đối thủ của mình thì mình cũng phải tôn trọng họ, thay vì là dè biểu chửi bới rồi này kia, kiểu mà văn hóa Việt Nam mới tạo. Thành ra nếu mà mình bắt chước được hay là học theo được
cái concept, cái quan quan niệm honor, cái rất là trừu tượng, thành ra phải sống thì mới biết, thì có học võ thì mới biết, thành ra cái quan niệm về khái niệm về honor, danh dự, tự trọng, cái đó rất là quan trọng. Người Việt Nam cần phải có cái đó, người Tàu cần phải có cái đó, tại vì cái văn hóa Khổng Nho nó đào tạo nho sĩ, nó không có cái quan khái niệm về honor. Mà ngày hôm nay bác sĩ có nói về cái vấn đề gọi là tự do đó, thì trong cái mà mình tôn trọng tự do, mình muốn là mọi người cho mình cái tự do thì mình cũng phải cho mọi người cái quyền tự do của họ, cái tự do suy nghĩ, cái tự do tôn trọng của họ, chứ không phải là vì anh và tôi khác ý kiến nhau cho nên là tôi phải triệt hạ anh, tôi phải gọi anh bằng những cái tên xấu xa nhất, ngụy rồi ngụy quân, ngụy quyền, tất cả các thứ. Dạ vâng. Thế thì bây giờ tôi thấy với lại các bạn còn trẻ đó, theo dõi cái chương trình này đó, các bạn nhớ dùng cho cái chế độ cộng sản mà nó ở miền Nam Việt Nam đó, hiện nay ở Việt Nam, hiện nay toàn nước hiện nay đó, nó nói là người Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi là nghĩa là một bọn đĩ điếm rồi một bọn chấm 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 chấm. Câu hỏi bây giờ quý vị đi vào Sài Gòn, đi vào Hà Nội, quý vị đếm xem có bao nhiêu con phố đèn đỏ, có bao nhiêu cô gái dưới cái chế độ Hồ Chí Minh này trở thành đĩ điếm, có bao nhiêu người mà không có công ăn việc làm mà bây giờ phải bán chôn nuôi miệng, phải ngồi đó để cho một anh chàng nước ngoài, nó chỉ cần bỏ ra 10-15 đô la thôi, nó có thể làm tất cả mọi một chuyện. Vậy thì cái chế độ nào tốt đẹp hơn chế độ nào? Vâng. Nam Việt Nam chúng ta không có ai mà phải bỏ nước ra đi hết. 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa chưa có một thuyền nhân nào vượt biển hết. Chưa có một ai chết trên biển cả hết. Vậy chính nghĩa ở đâu? Đã đến lúc mà chúng ta phải can đảm để nhận cái sai của mình, chứ không phải là ngồi đó để mà nói rằng là người chiến thắng. Không, các bạn không chiến thắng. Cái chiến thắng quan trọng nhất là chiến thắng được lòng dân, chứ không phải để chiếm đất. Anh có súng, anh có đạn, anh có quyền anh chiếm, nhưng mà lòng dân cho đến ngày hôm nay anh có chinh phục được hay không, đấy là vấn đề, thưa bác sĩ. Vâng. Và trong những cái nước văn minh tiến bộ thì luôn luôn phải có những người bất đồng ý kiến. Bất đồng ý kiến là bình thường. Cũng như là trong vũ trụ thì có âm thì có dương, chứ vâng, không phải là bên nào cũng dương cả, bên nào cũng âm cả, thì không bao giờ mà coi chuyện gì xảy ra hết. Thành ra phải có sự bất đồng chính kiến, bất đồng ý kiến, cái đó là bình thường. Và khi mà mình có bất đồng ý kiến và mình giải quyết được cái vấn đề đó thì mình mới có tiến bộ. Thành ra cái mà gọi là đồng ý nhất trí là thoái hóa, không có thể nào mà có đồng ý nhất trí cả. Khi nào mà mình nói phải đồng ý nhất trí là lúc đó mình bắt đầu thụt lùi rồi. Dạ vâng. Có lẽ là những cái thế hệ của chúng ta từ nay và những thế hệ mai sau, chúng ta phải học một cái bài học, tức là tôn trọng cái sự bất đồng ý kiến, tôn trọng cái chuyện đó. Bởi vì khi chúng ta có tôn trọng nhau thì chúng ta mới ngồi lại với nhau được. Còn nếu mà chúng ta không tôn trọng nhau, chiến tranh sẽ tiếp tục xảy ra, tiếp tục và tiếp tục, không bao giờ chấm dứt được hết. Và học cách để thảo luận một cách đứng đắn và tôn trọng ý kiến của người khác. Mình không cần phải đồng ý, nhưng mà mình phải tôn trọng ý kiến của người ta và tìm cách thảo luận để mà đi đến một cái kết luận mà hai bên có thể đồng ý trên nguyên tắc, thì cái đó mới đưa đến tiến bộ. Và cái khái niệm đó cần có cái sự tự trọng, và không nên vì bất đồng ý kiến mà bắt đầu mắng chửi. Ngay cả những người Việt Nam ở ngoài quốc ở ngoài Việt Nam bây giờ, khi bất đồng ý kiến thì nói người kia là ngu. Thành ra cái đó là không có cái văn hóa đó không tốt, mình cần phải bỏ. Dạ vâng, rất là đúng, rất là đúng. Đã có nhiều người là có quan niệm đó là mình không có chửi đối thủ của mình, những người khác kính kiến với mình, tuyệt đối mình không làm cái chuyện đó, mà hãy để cho khán thính giả là quyết định, bởi vì mỗi người đều có cái quyền quyết định riêng tư hết. Về còn cái tôi rất là cảm ơn bác sĩ đưa ra cái khái niệm là chúng ta vẫn có thể là tôn trọng nhau mặc dù là khác chính kiến với nhau. Thì tôi xin có một câu chuyện ngắn gọn thôi. Bà Shirley Joseph là cựu tổng giám đốc Nike Việt Nam, và khi mà bà đến bà làm tổng giám đốc Nike Việt Nam đó thì Tuấn đang ở bên đó. Và sau này thì hai người quen biết với nhau và trở thành rất là thân, phải nói là thân vô cùng trời đất. Thế nhưng mà lại khác chính kiến. Bà này thì là dân chủ 100%, 1000%. Đó. Và Tuấn thì là Cộng Hòa. Nói thẳng một câu là như thế. Không đến nỗi 100%, 1000%, nhưng mà rất là Cộng Hòa. Thế nhưng mà khi mà tụi Tuấn đi ăn đó, thì Tuấn có đặt ra hai nguyên tắc giữ trong đầu để mà không bao giờ vi phạm hết. Cái nguyên tắc thứ nhất là không bao giờ lợi dụng cái tình bạc để xin xỏ bất cứ một ân huệ nào. Tức là bà giúp tôi để tôi được cái này, no. Cái chuyện đó không bao giờ. Nói tất cả mọi chuyện trên thế giới đều được hết, nhưng mà chuyện đó là cấm kỵ. Cái chuyện thứ hai đó
là bà này bà là rất là dân chủ thì mình cũng ok. Và kết quả là gì? Tụi tớ trở thành hai người rất là bạn thân với nhau. Mỗi một tháng đi ăn với nhau một lần, và mỗi một lần đi ăn với nhau ở Sài Gòn ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Có hôm ngồi uống hết 2 chai rượu vang. Và mỗi bên đều thảo luận hết. Bà nói bà khen dân chủ thế này, Tuấn ơi. Thế nhưng mà cuối cùng nữa thì làm sao? Hai người nâng ly lên, agree to disagree, cười, cụng ly với nhau. Đó. Đúng rồi. À, thành ra là cái đó là một cái rất là tuyệt vời, phải nói là rất là tuyệt vời. Vẫn giữ những thành ra trong một cái mối giao thiệp giữa con người với con người đó, chúng ta cũng cần phải có một vài nguyên tắc đặt ra. Đó. Không phải là chúng ta dùng cái của chúng ta mà áp đặt người khác phải theo. Thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã đưa ra cái khái niệm đó. Vâng, thì cũng như những nhà hiền triết trong cái thời đại khai sáng ở Âu Châu, có những cái câu như là về tự do ngôn luận thì họ nói là tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng mà tôi sẽ hy sinh mạng sống của tôi để cho anh có quyền nói những gì anh muốn nói. Vâng, đó. Đấy là cái đáng tiếc và đáng buồn trong một số ở cái cộng đồng Việt Nam chúng ta ngay bây giờ bên nước Mỹ đó, tức là cứ bất đồng chính kiến với nhau một cái là thôi không thèm nói chuyện với nhau nữa xem như là bạn ở bên kia giới tuyến đó, thí dụ như vậy. Thành ra rằng là đấy là một cái điều đau thương, một cái điều đáng buồn chứ không phải là đáng hãnh diện. Đúng rồi, tại vì mình vẫn còn bị cái ảnh hưởng của cái văn hóa nho sĩ. Việt Nam quốc gia khi mà được Nhật đuổi Pháp và trả độc lập cho mình thì ông Bảo Đại, ông nhờ ông Trần Trọng Kim lập ra lịch sử, lập ra chính phủ, mà ông Trần Trọng Kim là một nho gia, thành ra trong những sách quốc văn giáo khoa thư vẫn là nhân nghĩa lễ trí tín. Ông nhờ ông Hoàng Sơn Hãn lo về việc khoa học thì mình biết về khoa học, nhưng mà về cái tinh thần như là honor thì mình không biết gì hết, mình vẫn là nho sĩ, đầu óc nho sĩ. Dạ vâng, cái tệ hại nhất của cái nền văn hóa mà Á Đông là chúng ta bị ảnh hưởng bởi anh Tàu quá nhiều đi. Đúng Ảnh hưởng đến mức độ là chi phối hết. Tôi nghĩ đúng rằng là trong tương lai người Việt chúng ta đó, chúng ta không nên ảnh hưởng bất cứ một nền văn hóa nào hết. Chỉ lấy cái hay của người ta học và quên đi cái dở của người ta để mà mình làm cho mình thăng tiến. Đó, đấy đấy là cái mà mình nên làm. Chứ còn bây giờ mình cứ nhất định là phải là theo cái văn hóa Á Đông hay là văn hóa này nọ. Tôi thấy cái đó không đúng thưa bác sĩ. đúng rồi. Thành ra cái văn hóa mới là văn hóa phổ thông của Mỹ thì cũng có cái hay cái dở, nó gọi là Vâng. pop culture, thì nó lại là bị ảnh hưởng của giải trí. Thành ra cái Hollywood thì cũng không có đúng, nhưng mà cái thời mà ông mục sư, ông tu sĩ Martin Luther, ông phản đối Vatican, thì ông thấy Vatican giáo hoàng lúc đó tội lỗi và xa hoa, Vatican độc tài, thì ông làm cái heresy, thì cái phái Lutheran, cái Vâng. phái mà hiện nay người Scandinavian họ theo nhiều đó, thì những cái đạo Protestant đó mà Pháp nó không muốn mình biết chữ phản kháng, thì nó dịch ra tin lành, thì nó bị mình bị ngu từ đó tới giờ. Nhưng mà cái đó là vì cái kế hoạch ngu dân của người Pháp. Nhưng mà cái Lutheran, cái nhóm Lutheran họ rất là đơn sơ và rất là không có xa hoa, và họ rất là cởi mở. Anh em, những cái người mà trong cái nhánh Lutheran đó tôi thấy rất là dễ chịu, thì cái văn hóa đó là một cái văn hóa tốt mà họ rất là độc lập. Thành ra trong cái thời COVID-19 đó, COVID-19 đó, Vũ Hán, thì nước Thụy Điển vì cái văn hóa đó mà họ độc lập, họ không có chịu nghe theo hùa hùa bị tư bản giật dây làm như, và Trung Cộng nữa, Tàu Cộng và tư bản lúc đó giật dây cả thế giới, kể cả nước Mỹ. Và nhưng mà người Thụy Điển họ không theo đó. Ở Mỹ thì có thống đốc DeSantis ở Florida, họ cũng không theo đó, họ độc lập hơn. Thì cách suy nghĩ độc lập đó, đó cũng nhờ cái tinh thần Lutheran. Thì cái văn hóa đó tôi thấy khá hay, mình nên theo cái văn hóa đó, gọi là văn hóa không vâng lời. Cái văn hóa không vâng lời rất là quan trọng, bởi vì cho đến giờ này đó, nếu mà chúng ta thấy, và tôi thấy hình như là Việt Nam cũng đã bắt đầu là học được cái văn hóa đó, bằng chứng là tôi đang nói người trong nước chứ không nói ngoài nước. Người trong nước là đã có rất là nhiều những YouTuber rồi những người đã đứng lên phản đối, đã cất lên tiếng nói và rất là can đảm để mà sẵn sàng nghĩa là đi vào tù. Chúng ta có cô Phạm Đoan Trang vừa rồi đây là được được vinh danh một lần nữa bởi Hội Báo chí Hoa Kỳ hay nhà văn gì đó. Rồi chúng ta có rất là nhiều người. Đấy là một cái mà chúng ta cần phải thấy, một cái hạt giống của cái văn hóa không vâng lời đã vươn lên tại Việt Nam, và chúng ta cần phải trồng cái một rừng của cái văn hóa không vâng lời, bởi vì cái văn hóa đó nó mới làm cho mỗi một cái thân cây trở thành giá trị của chính cái cây đó, chứ không phải là tôi là một cái thân cây nhưng mà tôi phải làm theo bạn để trở thành một người giống bạn, chuyện đó không có thưa bác sĩ. Dạ vâng, nhờ có cái
heresy của ông Martin Luther mà đã đưa đến cái thời khai sáng ở Âu Châu, trong cái thời phục hưng ở Âu Châu, và nhờ cái gia đình Orange ở Hòa Lan bảo vệ các vị trí thức đó mà chúng ta có cái cuộc cách mạng Mỹ rồi cách mạng Pháp, và chúng ta được hưởng thụ cái liberty này, cái tự do này trong 200 năm qua. Thì trong rất nhiều người đã phải bỏ mạng để mà bảo vệ cái sự tự do trong văn hóa không vâng lời, và cái Tây phương và Nhật họ có cái khái niệm về honor, thì chúng ta có thể là có honor, bảo vệ tự do, liberty và hoàn toàn theo văn hóa không vâng lời, thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Dạ vâng, có lẽ rằng là sẽ phải mời bác sĩ quay trở lại vào tuần tới và sớm nhất để mà chúng ta nói về cái đề tài văn hóa không vâng lời này, bởi vì tôi thấy là nó quá quan trọng đây. Bác sĩ có chấp thuận được không ạ? Tôi chấp thuận, và tôi sẽ đưa ra cái ví dụ rất là rõ ràng trong cái thời hiện đại là xã hội Nam Hàn, thì cái đó là mình nên học hỏi thêm. Dạ vâng. Không vâng lời. Thành ra cái cuộc nói chuyện này cũng dài hơn một tiếng đồng hồ rồi. Và dạ vâng. Trong cái ngày lễ tri ân và tưởng niệm các chiến sĩ trận vong, một lần nữa tôi xin nghiêng mình và cầu nguyện để cảm ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh, nhất là các chiến sĩ đồng minh từ nước Mỹ mà tôi đang sống, đã hy sinh trong cái cuộc chiến để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ, và Tuấn cũng xin tri ân tất cả các chiến sĩ Hoa Kỳ, tất cả các chiến sĩ đồng minh, tất cả các chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các anh chị nữ quân nhân và tất cả mọi người đã nằm xuống cho cái chính nghĩa tự do. Và đấy là những cái hạt giống mà chúng ta phải trân quý. Và không phải là mỗi năm chỉ chờ đến ngày này chúng ta mới vinh danh đâu, mà chúng ta cần phải suy nghĩ và vinh danh mỗi ngày. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả. Đây là cái thế hệ của bác sĩ Phạm Hữu Liêm và chúng tôi là chuyển đạt lại những cái suy nghĩ cho cái thế hệ mai sau, và chúng ta chúc mừng cái thế hệ đó. Xin chào, cảm ơn tất cả quý vị.